Trời ơi, mai đi Hà Nội rồi sao? Chừng nào bay? Cho em hỏi câu này coi. Trời ơi, đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh Ba Châu Thanh ơi, anh đâu rồi? Trời ơi, tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Chùa cũ còn đấy, con đường xưa còn đó, mà bóng người xưa biển biệt ở phương nào. Ngôi chùa xưa còn đó, cảnh cũ còn đây, mà người xưa đâu chẳng thấy. Anh Tèo ơi, anh ở đâu? Dưới tòa sen vàng còn quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Ai vậy? Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diện thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn, từ bi độ đời. Mô Phật. Thay mặt nhà chùa, chúc quý vị khán giả một đêm vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Mô Phật. Tèo. Ai gọi? Ai? Em nè. Tèo nào đây? Bên trái nè. Quay qua. Anh Tèo. Hả? Anh Tèo. Dũng Nhi. Dạ. Trời ơi, qua Covid rồi còn nguyên ha. Gì ông nội? Tưởng mày đi theo cái mùa Covid rồi chứ. Đi đâu đi? Còn nguyên là mừng lắm rồi. Ở nhà gần chết đâu dám ra đường đâu. À, vậy mừng quá. Dạ, dạ khỏe. Lâu lắm rồi mới lên thăm tôi nha. Dạ cũng bận công việc nhiều quá anh ơi. Vậy hả? Anh khỏe không anh Tèo? Khỏe thì khỏe. Mai mốt có lên đây đừng gọi tên Tèo nữa. Tên Tèo dùi chôn theo mùa Covid. Có gọi gọi pháp danh đi cho người ta sợ. Có pháp danh rồi? Có rồi, tu 10 năm rồi mới có hồi sáng. Gì tu 10 năm sao mới có hồi sáng à? Tao tụng kinh lộn hoài. Trời ơi. Anh có pháp danh gì vậy? Sư phụ đặt là giác ngộ. Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa đó, ăn chơi cờ bạc, phá làng, phá xóm, làm cho cha mẹ buồn, làm những chuyện không hay. Sư phụ khuyên bỏ đi, đừng có làm chuyện đó nữa. Tao bỏ được 5 năm rồi. Sư phụ đặt là giác ngộ. Hay quá. Quá hay. Một cái tên thật là ý nghĩa luôn. Quá ý nghĩa. Anh ơi. Ơi. Em muốn có pháp danh giống anh được không? Chuyện nhỏ. Nếu mình là Phật tử của chùa, sư phụ đặt pháp danh liền. Thôi làm Phật tử chờ lãnh cái pháp danh lâu quá. Vậy sao? Ấy giờ anh lựa em cái pháp danh trước đi. Hả? Cái đó mày kêu dành trước chứ lựa gì? Mình dành luôn đi. Dành trước pháp danh đẹp. Mình có tay trong mà. Để mai mốt người ta dành hết, không đúng, có pháp danh đẹp. Đúng rồi. Rồi tao dành cho mày cái pháp danh đẹp. Giống anh nha. Chờ. Đó chờ tao nhận. Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn anh. Phật. Dạ. Mày cái tấm màu xanh, tao tấm màu đỏ. Sao có tấm? Sao tấm bệnh màu? Sao tấm bệnh màu khác? Kệ tao. Phật tử chúng ta bộ. Không ai đưa tờ nữa đi cho nó đều. Thôi tao bỏ đi, tao cất để chút mất mày ơi. Rồi. Tao nói tới đâu tao quên mất tiêu rồi. Ê. Tôi cất này nè, còn này cho ông nè. Cho tao cái gì? Nè. Thôi tao không lấy cái bông đâu. Mày cất đi. Trời đi. Đó, để gì cho đẹp. Tao lấy cái này. Rồi tao cất trong giỏ luôn. Xong. Để vậy đó. Rồi. Tao đặt cho mày cái pháp danh luôn. Thì giống anh là được rồi. Giống thì Phật tử trên này hỏi giác hết. Tại đó. Cái chùa này vô là Phật tử. Là hỏi giác hết. Anh là giác ngộ nè. Đúng. Em giác gì? Mày giác lạ. Là sao? Là thấy cái gì lạ rồi giác. Gì vậy ông nội? Sao cái gì là cái gì? Hồi đó mày có tánh ăn cắp giặt á. Trời ơi, giỡn hoài quá. Vậy chứ muốn gì? Bây giờ anh lựa em cái pháp danh nào mà cho nó hot hot được không? Hot hot là nóng hot. Nóng hả? Nóng lên. Chi? Đặng em đăng lên Facebook câu like được. Mô Phật. Nó tu mà nó xài Facebook luôn mới ghê chứ. Có Zalo luôn nữa cho được. Rồi, muốn cho hot tao đặt cho cái giác này hot, nóng nè. Giác gì nóng? Giác hơi. Nóng lắm á, mày giác đi nóng lắm. Giỡn hoài không ơi. Giỡn gì mà giác phỏng đi rồi nó nóng. Không thấy bà nội luôn là gì. Vậy thôi, thôi để sư phụ đặt đi. Đúng rồi, để giỡn, sư phụ đặt quá. Đi. Tao không đặt nữa đâu. À anh ơi, ơi. Con đường từ dưới chân núi lên tới chùa bây giờ thay đổi đẹp quá anh hen. Khách hành hương với Mạnh Thường Quân bỏ tiền ra trắng nhựa đường cho chùa. Quá trời đẹp luôn rồi. Đó cho nên là cái chùa giờ đẹp lắm.
Bây giờ đường nhìn xá đẹp hết, đúng không? Nhìn không ra luôn. Sao không ra được? Bây giờ cái gì cũng thay đổi hết trơn trời. Đúng rồi. Chỉ có cái chùa là không có thay đổi à. Cái chùa phải giữ nguyên hiện trạng, không di dời và thay đổi. Không phải tôi nói thay đổi về cái vị trí. Chứ ý mày nói thay đổi gì? Thôi bây giờ tôi góp ý anh nói lại với sư phụ nha. Nói trùng tu lại cái chùa cho nó mới, cho nó hoành tráng, cho cái chùa mình nhìn nó khang trang lên. Chi? Để Phật tử người ta nói là chùa mình giàu, người ta sẽ tới viếng đông lắm. À vậy hả? Dạ. Chứ chùa nghèo không ai tới không? Anh để cái chùa sụp sệ vậy mới mốt tôi không lên luôn. Thôi từ từ để tôi bàn thì tao mới góp ý. Khỏi lấy pháp danh. Mày khỏi cần mày luôn, mày làm như xin pháp danh dễ lắm hả? Ừ thôi thì nói sư phụ đi. Từ từ để tao bàn. Ngộ ha, khách hành hương giờ mà chùa đẹp người ta mới tới đông. Đúng. Chùa nghèo nghèo không ai tới ha. Ừ. Rồi tao sẽ bàn sư phụ, năm sau trùng tu lại cái chùa. Ừ. Xây cái chùa 7-8 tầng. Đó. Gắn máy lạnh toàn chùa. Ừ. Xây hồ bơi ngay chánh điện để mà lại Phật, xong mày cắm đầu xuống mày tắm luôn. Đi chùa mà làm như đi khách sạn vậy, có hồ bơi đâu nữa mày mới chịu hả? Tại vì tôi thấy không ai lên chùa hết. Mày đi không đi thì thôi. Tôi lên tới chùa rồi có thấy ai đâu, không thấy người khách hành hương. Chùa tao có 2 thành viên à, không có sư đông. Không có sư nào luôn. Không có 2 thành viên sư phụ với tao hết. Anh với sư phụ hết rồi, đủ rồi. Sư phụ là chủ trì. Sư phụ là trụ trì. Còn anh? Tao dưới sư phụ cấp. Làm gì? Bảo trì. Chùa mà ông làm như salon xe vậy, bảo trì. Ê, hàng năm hàng tháng lư mỏ đồng hư, ai chùa ai rửa. Tao lo chuyện đó là tao bảo trì đậu cho chùa đó. Ờ vậy đó hả, cũng hay. Đúng không? Anh ơi, nãy em lên tới chùa rồi mà sao em kiếm sư phụ không gặp? Sư phụ đâu rồi? Sư phụ lên công an phường rồi. Sư phụ làm gì bị công an bắt hả? Công an nào bắt sư phụ? Chứ lên công an chi trảnh? Nhận hàng. Nhận súng bắn mày hả? Chùa lấy súng gì? Chứ lên công an làm gì trảnh? Hồi hôm chùa mất cái tượng Phật, mấy thằng ăn trộm ăn cắp cái tượng Phật của chùa. Công an bắt được mấy thằng trộm, mời sư phụ lên trên đó nhìn có phải cái tượng Phật của chùa không, đem về. Trời đất ơi, sao cái tụi ăn trộm này riết nó lộng hành quá vậy? Sao? Tượng Phật, đồ của chùa mà nó cũng ăn cắp nữa. Ăn trộm mà nó chừa cái gì? Tượng Phật nó ăn cắp là bình thường. Bữa đó sư phụ đang ngồi thiền, ông mệt quá ông thiếp luôn. Nó vô nó tưởng ông Phật Di Lạc, nó khiêng ông đi cầm luôn kìa. Trời ơi. Cầm ở chợ Vĩnh Châu nè. Đang làm giấy xác nhận cầm đồ, ông bật về ông tỉnh, ông chạy. Trời. Ừ, khách hành hương tưởng là Phật Di Lạc tái sinh. Trời. Bu coi nghẹt chùa hết rồi xin số đề nữa. Trời ơi, có xin số đề. Thì bởi vậy làm riết ông sợ, ông dám đi chợ nữa. Sao năm nay sư phụ xui vậy? Năm tuổi của ông. À. Bởi vậy ông không dám đi chợ nữa. Ông ở nhà chùa luôn, ông không dám đi đâu. Không đi đâu luôn. Không đi đâu tự nhiên rồi, không ăn uống rồi không đi đâu. Chóng mặt, say sẩm mày mặt. Đúng rồi, nhịn đói đó. Đó, bắt đầu đi một mình tao trốn, tao đi lên bệnh viện mình hả? Khám bệnh. Đi khám bệnh hả? Bác sĩ viết một câu trong bệnh án sao đó, ông về ông nằm luôn, ông không dậy nữa. Trời ơi, bác sĩ viết cái gì mà sư phụ nằm luôn vậy? Bác sĩ ghi trong bệnh án nó máu sư phụ nhiễm mỡ. Không sao anh ơi. Sao không sao? Không sao. Nói sư phụ yên tâm, không sao hết. Cái bệnh máu nhiễm mỡ này là mấy người mà lớn tuổi người ta hay bệnh lắm. Mình ăn kiêng cử chút xíu không sao đâu. Mày không biết gì anh, mày nói bậy không? Bậy gì? Mấy người lớn tuổi người ta khác, còn sư phụ khác. Sư phụ sao khác? Sư phụ ghi máu nhiễm mỡ mất uy tín với mấy ông thầy kia. Mất uy tín vụ gì? Thì nè, ổng ăn chay. Không ăn mặn đâu, nhiễm mỡ. Ghi nhiễm mỡ như vậy cái người ta tưởng ăn mặn. Mất uy tín. Bây giờ em buồn hoài tao không biết làm sao. Tao lên bệnh viện tao cự quá trời. Tao nói bác sĩ ơi, sư phụ tôi ăn chay. Đâu có ăn mặn đâu mà nhiễm mỡ. Sửa lại cái câu đó đi, đừng ghi mà bệnh án mà trong cái câu đó là máu nhiễm mỡ. Chứ ghi bây giờ sửa lại chưa? Bác sĩ sửa rồi. Sửa làm sao? Máu nhiễm dầu. Đúng rồi, anh ta ăn chay ăn dầu không mà tự nhiên ghi đâu mỡ. Có ghi mỡ chi mất uy tín. Mấy chùa kia nói sư phụ ăn mặn sao? Rồi bỏ cho nên ghi rồi. Ghi rồi khỏe rồi phải không? Ừ. Bây giờ cái chuyện này nó mới là quan trọng nè. Ừ. Bây giờ làm sao mà khống chế cái bọn ăn trộm này, nó đừng ăn cắp đồ của chùa nữa. Rồi có rồi, khách hành hương bỏ tiền mua hệ thống báo động đó rồi. Báo động là sao? Là gắn vô mấy cái đồ mà giật của chùa á. À. Nhưng bây giờ mày đụng vô cái lư cái lư kêu. À. Đụng vô cái mỏ hú. Đó, như vậy mới chắc ăn. Ừ. Như vậy là cái bọn ăn cắp này nó không còn cơ hội ăn cắp nữa. Nó hết ăn cắp, tao cũng hết ăn cơm luôn. Sao anh hết ăn cơm? Bữa đó sư phụ qua bên chùa bên kia cúng chay tăng. Yeah. Ở chùa tao đói quá lấy chén ăn cơm. Vừa chụp cái chén nó hú quá trời ăn không được. Chờ ông về mở bát quật mới ăn. Gì vậy ông nội? Mở mật khẩu. Chén đũa gắn chổng chi? Đâu có biết điện tử, bởi vậy tao với ông đâu có làm được cái chuyện đó. Bỏ thôi. Bỏ.
bỏ gắn vô cái hệ thống mà báo động rồi. Chủ yếu là lư mỏ đồng mấy cái đồ mắc tiền tượng Phật đâu đó. Bỏ ha. Chén rồi. Bỏ rồi ha. Bữa nay lên đây có gì không? Lên thăm anh với sư phụ nè. Ồ, dạ. Tốt quá. Dạ rồi sẵn sắp tới ngày giỗ ông nội em rồi. Ừ. Em định nhờ anh em làm cái nhà vàng mã khoảng chừng 4 5 tấm rồi đó. Ừ. Nhờ anh với sư phụ cúng tụng kinh đốt gửi xuống dưới cho ông nội em. Mày tốt quá. Hồi xưa nhà thiệt mặt tiền không? Mày bán mày cờ bạc. Bây giờ mày đốt nhà giấy mày gửi xuống cho ông ở. Cái tết qua rồi nhắc hoài. Nhưng mà đừng có làm nhà giấy tốn tiền. Sao phí phí? Sao phí? Trời ơi, bây giờ mà làm nhà giấy 4-5 triệu bạc. Mấy triệu tới nhiêu? Bằng giấy. Ừ. Đốt không khéo gây ô nhiễm môi trường, gây hỏa hoạn. Nào giờ ông bà mình cũng làm. Hồi xưa khác, bây giờ khác, công nghệ mới. Người ta không có đốt bằng nhà bằng giấy nữa. Chứ đốt bằng gì? Muốn gửi cái nhà xuống dưới cho ông ở phải không? Đúng rồi. Mua cái hình có cái nhà ở trọng gửi xuống dưới ông ở sạch sẽ mát mẻ. Trên này có ai bán hình bán nhà gì có tao mới nói. Ai? Tao. Tao bán. Anh bán hình hả? Ừ. Không bán nhang nữa hả? Bỏ rồi. Đâu hình sao gửi sao đưa tôi coi coi. Đây nè. Mày coi mày mua không? Thì coi mua chứ. Chứ tôi đâu có biết gửi sao đâu. Đây. Chà. Đó coi đi tấm hình. Cái nhà 520 mét vuông. Biệt thự luôn rồi. Để rề có 5.000 tấm à. Để tôi lấy quẹt tôi đốt gửi liền luôn. Đừng có đốt, đốt gây ô nhiễm môi trường, gây hỏa hoạn. Chứ sao ông nội nhận được? Lật sao ghi ông nội gmail.com gõ cái cạch xuống dưới liền. Trời ơi. Công nghệ giờ vậy á. Chuyển cái nhà bằng đường internet luôn hả? Vậy cho nó sạch. Ghê quá ta. Được không? Anh ơi. Ơi. Cái biệt thự này nó rộng quá. 520 mét vuông. Ông nội ông ở có một mình, ông sợ ma chết luôn á. Đúng rồi. Với lại không có người phục vụ lo cơm nước, quạt vũ quần áo cho ông. Nếu mày có hiếu, mua con nhỏ người làm gửi xuống phục vụ cho ông. Rồi mình gửi người làm xuống được luôn à? Ở trên này có cái gì, ở dưới có cái đó. Anh có không? Cả đống luôn. Đâu đưa coi coi. Người làm ha? Người làm á. Người ở á ngang. Thì người làm ô xin á. Ô xin á, đúng rồi, ô xin á. Tao gửi mấy đứa xuống dưới cho ông luôn. Rồi bộ nhiều lắm hả? Thì mua tấm nào gửi tấm đó. Nhiều người làm đó hả? Gửi mấy nhỏ nước ngoài châu, các châu lục luôn. Ôi, có người làm nước ngoài luôn, châu lục luôn. Thế giới luôn. Đâu đâu đường mới tôi lựa. Việt Nam giờ nó không có làm nữa à. Nó đi thi qua hậu hết rồi. Việt Nam giờ đi hát hết rồi. Rồi đâu, nhỏ đây. Này nè, châu Phi. Đang thùi ha. Con nhỏ này châu Âu. Ừ, bà nội này trắng được chút nè. Nhỏ này châu Đốc. Muốn con nào xuống dưới nấu cơm? Hơi lé. Được không? Anh nhỏ châu Âu này nhiêu ạ? À? Tấm đó 30. Châu Âu mà nó, này... nó ở Pháp đó. Ở Pháp à? Ở đâu à? Kệ nó. Nó làm ở đâu kệ nó. Trong rừng á. Cho nó ốm người ta. Nó không có ăn cơm. Nó ăn, ăn bánh mì không à? Trời ơi, không mì mập chứ. Không. Không được đâu. Nó trắng thì được đó. Mà nó ốm quá sợ nó làm việc cũng nổi. Trời ơi. Vậy mà chơi hả? Không được. Nhỏ châu, nhỏ châu Phi này nhiêu à? Nhỏ đó 60. Bà nội này đang thùi mắt hơn bà kia. Nó mạnh hơn nhỏ nãy. Mạnh châu, không? Châu Phi. Mạnh lắm hả? Mạnh. Mạnh dữ không? Mạnh à. Mình chỉ thấy con chuột bự quá. Châu Phi á. Châu Phi hả? Một mình nó làm hết công việc nhà luôn. Nhà trước nhà sau làm hết. Giỏi vậy hả? Ông nội mày yếu yếu nó giáp lên lầu luôn. Trời trời, giáp ông nội được luôn hả? Nó khỏe lắm. Mà nó đen quá ông ơi. Kệ nó cái da nó mà, nước nó mà. Tối ông nội muốn kêu nó làm gì rồi sao ông nội thấy? Nếu mày có hiếu mua cái đèn pin gửi xuống cho ông xài. Mệt quá, tùm lum quá. Không mua thôi mệt. Nhỏ châu Đốc này nhiêu mà? 90. Như bà nội này, nội địa mà mắc hơn hai nhỏ kia. Nó biết nói tiếng Việt. Châu, à. Đốc, châu Đốc à. À, được, 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 được. Đúng khỏi, rồi. Khỏi ra dấu. Ờ, khỏi ra dấu, hai con kia ra dấu mệt lắm. Rồi, à. Quyết định gửi nhỏ châu Đốc này xuống cho ông nội. Nhỏ này khỏi gửi. Sao ạ? Nó ở dưới rồi. Ừ. Đi trước ông nội mày 2 năm. Sao đi? Ăn mắm Thái, mất cổ chết. Trời ơi. Nhỏ này được không? Được, được, được. Nhỏ này hả? Lần gửi lần khó cho em gửi đứa nữa đi. Đứa này nhỏ châu Đốc này với đứa nữa. Rồi, một đứa nữa hả? Đứa nữa. Hai đứa. Hai đứa. Có tiền không mà ra sang kìa. Trời có, tao mới chịu chơi mà. Rồi, tôi lựa nhỏ này châu Đốc luôn nè. Ở đâu cũng được, miễn chân dài thôi. Chân dài chi? Ông nội cũng phái coi biểu diễn thời trang. Lâu lâu ông buồn, cái nó đi lại lượn trước mặt ông cho ông vui. À, lựa chân dài thôi ha. Chân dài thôi. Kiếm cặp chân dài thôi. Cặp chân dài. Cái mặt khỏi cần. Mặt sao không được, mặt con nhỏ châu Đốc này được rồi. Rồi. Nó hơi lé chứ. Để tôi lựa cho.
Chân dài ha. Chân dài. Rồi. Dạ ngang. Con nhỏ này bên dài bên ngắn được không mày? Ông nội ơi, bên dài bên ngắn nó biểu diễn thời trang nó đi làm sao? Đi vậy hả? À thôi, để tôi lựa con khác. Đây nè. Sao? Con nhỏ này nè. Đó. Cặp chân hết hồn không? Ồ, đó. Nè. Nhỏ này quê Bến Tre đó. Bến Tre hả? Nó hái dừa không cần thang. Cái chân nó dài mày coi tưởng tượng nó đứng nó cao nhiều. Cặp giò đoan 1m6 á. Vậy? Nó ngồi á đoan 1m6. Nó ngồi không mà cặp giò đoan 1m6 hả? Ừ. Ủa cha vậy nó đứng nó cao nhiêu trời? 1m7. Cái gì vậy ông nội? Nó ngồi không cặp giò 1m6 nó đứng nó cao 1m7 thì mình cái đầu có con tắc ha. Ông nội mày thích giò gỡ giò thôi đầu cổ đi chi. Kiếm giò tao lựa giò đá rồi giờ đòi mặt rồi, đầu rồi, cổ rồi, luôn rồi. Nữa. Rồi hai đứa với cái biệt thự. 3-800. Rồi. Đấy đó nha. Rồi. Để lên nhà sư phụ cúng nha. Ok. Đó, gõ cái cạch cho xuống hai đứa với biệt thự. Rồi, tao lo chuyện đó. Rồi bây giờ tới cái chuyện mà mình mà phóng sanh ăn cầu siêu cho ông nội luôn nha. Bài vé nữa. Phóng sanh mà cầu siêu mà. Phóng cái gì? Tôm sú ha. Ai phóng sanh tôm sú ông nội. Chứ phóng gì? Cá. Không được. Ờ, phóng chim quên. Chim hả? Ờ chim đi. Phóng chim sát sanh chứ không phải phóng sanh. Trời mở cái lồng chim cho con chim bay sát sanh. Ai cũng nghĩ như mày. Cứ mở lồng chim ra chim bay là phóng sanh sao? Đúng rồi. Mày đâu có biết cái hậu đó là cái gì? Cái gì? Sau lưng đó. Sau lưng đó mấy thằng bắt chim nó biết khu vực phóng sanh. À. Người ta vừa mua chim lên thả chim vừa bay ra. Nó giăng lưới toàn bộ khu vực. Cái vùng đó hết. Chim bay ra đọt dướng lưới. Nó bắt lại. Nó bán. Khách hành hương không biết lên. Mua phóng bắt bán. Mua phóng bắt bán. Mua phóng bắt bán. Con chim bay một ngày 3-4 xô. Nó bay như nghệ sĩ gì sao nó bay. Thôi đừng có bày vẽ. Không, tôi quyết định phóng chim. Tùy mày. Anh lựa cái loại chim nào mạnh anh phóng cho tôi. Hả? Chim mạnh hả? Chim mạnh. Lựa chim mạnh. Phóng chim mạnh. Để tao lựa cho. Bay hút lưới luôn. Khỏi tao lựa được mà. Ừ. Chim mạnh. Rồi. Tao có loài chim này mạnh lắm. Phóng cái banh nhà banh cửa luôn. Chim gì? Chim cánh cụt. Tiền đâu mua có con quỷ đó. Vậy thôi mày bài vẽ làm chi? Tự nhiên bài mua chim đã giờ tốn tiền. Nè, để dành tiền làm từ thiện giúp cho trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ. Yeah. Những người có khó khăn. Yeah. Đó, mình giúp lấy đồng tiền nó giúp cho người ta. Yeah. Còn ngày đó tao làm mấy mâm cơm chay, tao cúng sư phụ đọc kinh cầu siêu cho ông nội mày là xong. Dạ rồi. Được không? Vậy nhờ anh nói với sư phụ cho em mấy mâm cơm chay, em mời gia đình lên cúng nha. Tao lo. Rồi nhớ sẵn nói sư phụ cho em cái pháp danh luôn. Tao lo. Rồi sau khi đưa ba mẹ về hết rồi, em quay lên đây em tu với anh luôn. Không được. Sao? Tự nhiên cha mẹ mày còn bỏ cha bỏ mẹ lên đây tu, làm như tu vui lắm vậy. Sao anh tu được? Tao không còn cha còn mẹ. Tao lên đây tao tu, tao làm công quả cho sư phụ để hưởng phước sau này. Còn cha mẹ mày còn trong lúc này ở nhà luôn phụng dưỡng cha mẹ đi. Tu cái gì mà tu? Tại sao còn cha còn mẹ mà tu không được? Mày không nghe ông bà cô bác ngày xưa người ta hát câu này sao? Hát gì? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ như mình đi tu. Nghe không? Dạ hiểu à. Lo cha mẹ đi trong lúc tuổi già sức yếu. Đừng dạ. có bỏ cha bỏ mẹ đi tu. Dạ. Không hay. Dạ. Thôi sư phụ ở chùa rồi đó. Lên thăm sư phụ rồi mình về cũng tối rồi. Dạ đi à. Đi ha. Dạ. Thôi tao chào bà con ở Vĩnh Châu cái rồi tao với mày đi nha. Dạ. Dũng Nhí và Tấn Bèo xin kính chào cô chú anh chị cùng tất cả bạn trẻ ở Vĩnh Châu một đêm vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Mô Phật. Đi theo tao. Dưới to sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con. Mày dẫn tao để tao tay đó. Dạ, trời ơi. Rồi. Rồi xuống theo tao nè. Dạ anh ghé chùa trước đi nghe. Để okay. em hát tặng bà con bài nữa. Rồi mày hát đi.